Mau lên xe nhanh lên. Không, cái này là xe của cửa tiệm chúng tôi mà. Lên đi, tôi chỉ mượn có chút xíu thôi. Trời đã đợi mình chơi. Con cặc, nơi mà khả năng giải tốc độ của quái thú của bạn được diễn ra trên đường luôn. Biến hình thành Detroit và đem về nhà chiến thắng. Tiến lên, ra ra. Sao cô lại làm như vậy? Mau cởi trói cho tôi đi. Tôi không thể làm điều đó lúc này. Tôi sẽ cởi khi chúng ta đến nơi. Sếp à, báo cáo. Có chuyện gì? Chúng ta bị bám đuôi. Chị. Sao cậu lại trèo lên xe làm gì hả? Tên kia, sao cậu cứ muốn cản trở đám cưới của mình khiến cô tóc vàng nó vậy hả? Nghĩ sao mà cô ta chịu lấy cậu chứ? Thì cả hai tụi mình yêu nhau mà. Đó chỉ là cậu nghĩ mà thôi à. Không phải chỉ có mình nghĩ vậy thôi đâu. Còn họ thì đi đâu vậy không biết nữa. Có lẽ là dùng ngoại ô đó. Họ giống một cái máy bay ở đó mà. Ông có là ông có thể lấy nhanh hơn một chút mới được không? Được, chuyện này dễ như ăn cháo vậy. Chơi gì kỳ vậy hả? Cậu đã thấy rõ chưa? Cô ta không hề yêu thương gì cậu hết đó. Một chút cũng không có luôn á. Hả? Đúng là tức muốn chết luôn mà. Này nhóc, cậu đang làm gì vậy hả? Cô sẽ phải trả giá khi đùa giỡn tình cảm của tôi. Nhận lấy nè. Bọn chà ơi ra đi. Cô Bia, tụi mình tới đây đây. Đừng cho mình nữa. Mau cứu Sena trước đi. Cậu tấm đây. Không chịu từ bỏ sao? Công chúa ơi, để cậu đắp chạy đây. Chiên. Chết rồi. Bà nhảy thôi. Nhưng mà cứ bên mình đi. Cố gắng lên đó xin. Hay lắm.
Xem ra chúng ta đã có nhà vô địch rồi. Cú lội ngược dòng vào giây phút cuối cùng. Cậu đừng có đùa nữa, tập trung vào cuộc đua đi Moncha. Khá quân năm ngoái, BB Lemon đã được chính thức tiến vào vòng tứ kết. Vậy đó. Giỏi lắm BB. Trận cuối cùng chỉ dành riêng cho mình với cục cưng của mình, bọn còn lại chỉ là đồ thừa. Hãy cùng theo dõi cuộc đua của Ellie Valencia. Quý tuyệt vời quá, không ai có thể sánh bằng. Quả nhiên, đây là khả năng của quán quân hai lần liên tiếp. Cô ấy đã dẫn trước đối thủ tới hai vòng. Cô ấy sắp chạm tới giành đích rồi. Nó cản đường chúng ta. Missy, biến hình, ngay cả rồi. Quả thật cô ấy vẫn luôn là nữ hoàng Ellie Valencia. Cô ấy hạ bệ đối thủ chỉ bằng cách sử dụng Beatron. Ellie, làm ơn dừng lại đi Ellie. Chúng ta đã xuất hiện, các tuyển thủ đừng bước vào vòng tứ kết. Cậu vào vòng trong phải coi chừng mình đó. Cứng đợi đó. Trước giờ chưa có gì làm mình thấy mắc cười như vậy luôn á. Có đúng không hả cục cưng? Anh này nè cục cưng ơi, đi đợi anh đi chung với anh nè cục cưng. Bắt đầu bước vào trận tứ kết đầu tiên. Món cắt khởi động đường đua. Để xem kỹ năng của Jin có sánh bằng thủ áo quân BB hay không. Chuẩn bị bắt đầu. Biến lên Raka. Đúng là đối thủ đang cố gắng, nhưng một khi Vasper biến thành Mega Rios thì chuyện sẽ kết thúc, cố gắng cũng vô ích thôi. Wow, Raka đã hoàn thành được một vòng rồi. Liệu khoảng cách có được kéo giãn không? Đây chính là vấn đề của bọn người mới tham gia cuộc đua. Chúng không biết chúng ta đang nhường cho chúng. Mega Roy sẽ làm tim chúng ngừng đập. Biến hình Mega Roy. Hãy nghiền bọn chúng ra thành trăm mảnh đi, Vasper. Biết ngay mà, cuối cùng cũng chịu biến hình. Đúng như mình dự đoán. Raka, quả cầu đỏ. Mình cũng bắt đầu thấy bực mình rồi đó. Tôi sẽ cho cậu thấy cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong đời. Cú chính của ông dò dẻ. Công chúa hả? Cảm ơn nha. Cẩn thận đó, chúng ta không được chủ quan. Rốt cuộc tên đó bị làm sao vậy chứ? Mất trí rồi hả? Nổ nữa đi. Nổ.
Cuộc đua thứ hai trận tứ kết xin phép được bắt đầu. Bóng chặt khởi động chưa cơ. Chuẩn bị bắt đầu. Đây không thể tin được mà, QB đang sử dụng chiến thuật bám dính lấy tuyển thủ Ellie Valencia. Hãy mau tránh ra đi. PC, biến hình, ngay cho đôi. Thông minh nha, cách chơi như một chuyên gia bốt cạc thực thụ vậy. Bị bám theo chặt như vậy, Ellie sẽ không bỏ qua đâu. Làm tốt lắm anh chị, tiến về phía trước đi. Vậy là đủ lắm rồi, bắt đầu thôi. PC, dùng sức mạnh rồi kết thúc cuộc đua này đi. Cái gì đây? Hãy mau dừng hiên, trái tim đen tối của ta. Vậy đây à, không lẽ là Hả? Đã điều khiển Zero sức mạnh của Obis. Obis đó là thứ sức mạnh điều khiển tâm trí người khác của tên pháp sư Obis. PC, hạ nó đi. Biến hình, ngay cho đôi. Cô ấy đã bảo vệ được tấm vé vào vòng trong để giành chức vô địch. Chính là nó, được chiêu bí mật của Ellie. Nhưng mà thứ đó là sức mạnh của Obis. Chúng ta không nên sử dụng sức mạnh đó mới đúng. Đàn của mình đã từng dùng sức mạnh của Obis và gặp rắc rối lớn đó. Hả? Ellie! Hèn gì, cô ấy như vậy là do thứ năng lực này. Sức mạnh của Obis sẽ làm tính cách thay đổi. Cứ đợi đó, tôi sẽ phá vỡ bóng tối trong cậu. Nếu cậu tiếp tục sử dụng sức mạnh của Obis, quái thú của cậu sẽ bị phá hủy. Dừng lại vẫn còn kịp đó. Mình không sao đâu. Đi thôi, PC. Không ai được phép cướp danh hiệu nữ hoàng của mình. Ra ra.
cái này là gì vậy? Mình đã làm nó từ gai của Fury, là bùa may mắn đó. Cảm ơn nha. Hiểu rồi. Các tay đua sẽ đấu trận chung kết, xin vui lòng tập trung tại và xuất phát. Mình đi nha. Mình biết chỉ có cậu mới có thể đánh bại và giúp được Eli thôi. Cố gắng nha Jin. Cuối cùng cũng đến vòng đấu cam go nhất. Liệu tay đua chuyên nghiệp Eli Valencia sẽ tiếp tục đấu cho địch lần ba, hay tay đua nghiệp như Jin hay làm nên điều không tưởng? Jin Hayes, cậu đã sẵn sàng để nói lời tạm biệt đường đua Moncat hay chưa? Không đâu, chúng tôi nhất định sẽ chiến thắng. Tôi khuyên cậu đừng ảo tưởng quá nhiều. Moncat, khởi động đường đua. Sẵn sàng chạy. Đừng vội vàng như vậy chứ. Quá sớm rồi. Bấm qua lấp lánh. Nữ hoàng đã tung ra tuyệt chiêu bí mật. Một khi đã dính vào cái bẫy được giăng, sẽ không thể tiếp tục cuộc đua được. Một khi trúng chiêu phấn hoa lấp lánh của tôi, thì đừng mơ mà đua tiếp. Raka, làm ơn. Kết quả đã rõ cho cậu và cả Raka của cậu. Raka, cậu có nghe được tiếng mình gọi hay không vậy hả?
Ellie và Pixie sẽ tiếp tục sử dụng năng lượng của Albus. Chúng ta không thể để nó ảnh hưởng tới người vô tội được. Vậy nên bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải chiến thắng trận này. Điều mình nói, cậu có hiểu không hả? Raka, quay trở lại đường đua mau. Sự trở lại đây ngoạn mục của Raka, cuộc đua hấp dẫn này nhận thêm một. Lần này tôi nhất quyết không để cậu thoát đâu. Đi cho tôi, biến hình. Raka mới thoát nguy trong gang tấc, làm sao cậu ấy đủ năng lượng để chống đỡ đòn này được chứ? Phải làm sao bây giờ? Biểu tượng này mình chưa từng nhìn thấy bao giờ hết. Rốt cuộc có chuyện gì vậy nè? Tia nắng thật là ấm áp, ánh sáng thật là đẹp, là ánh sáng của viên đá quý. Viên đá quý. Là nó sao? Viên đá quý mà ba đã cất giữ trong thanh kiếm. Ra đà. Chiến tiếp thôi. Mega rồi. Chiến thôi. Tôi không còn thấy mắt cậu nữa. Raka vừa mới biến hình thành một Megaroid. Thanh quái kiếm của Jin đang dùng từng là quái kiếm đi theo ngài Kay. Kỹ năng của cậu ấy phải rất là tiến bộ mới có thể gọi ra chiếc đá nằm trong thanh quái kiếm đó nữa. Raka, hạ cậu ấy đi. Cậu nghĩ bao nhiêu nó sức mạnh đánh bại được tôi sao? Phấn hoa lấp lánh. Chúng tôi sẽ không bị trúng một đòn hai lần đâu. Lớn nổi dậy. Pha phản đòn thật đẹp. Hay lắm. Không được, mình là nữ hoàng của thị trấn này, mình không thể bị thua như vậy được. Dâng cho ta trái tim đen tối của người. Tôi đi sẽ không bao giờ để cậu chiến thắng. Không thể tin được, tôi đang nhìn thấy tới hai BC. Raka, phía sau cậu kìa. Gì vậy trời? Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Jin! Hả? Đó chỉ là ảo ảnh, đừng để bị lừa. Chỉ có một cơ thể là thật thôi. Mình hiểu rồi, để mình xử lý cả hai cho. Một đòn cho tất cả. Để ra.
đã làm tốt lắm. Bây giờ tăng tốc thôi, tăng ca. Làm gì vậy PC? PC đã bị sức mạnh tà ác thao túng. Cậu ấy sắp kiệt sức rồi. Cần phải dừng chuyện này ngay lập tức. Kiệt sức? PC sao? Dừng lại đi PC. Dừng lại đi. Vào vòng đua cuối cùng của giải đấu, Missy dường như đang mất kiểm soát tại giành đích, thưa quý vị. Để Missy biến trở lại bình thường, chúng ta nhất định phải chiến thắng. Tiến lên! Giải đích! Thật đáng kinh ngạc, đây là kỳ tích. Tay đua tập sự Chinhay đã chiến thắng nữ hoàng của thị trấn chúng ta.